Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho những bạn trẻ nào mà yêu thích tiếng Anh và đang trên con đường học tiếng Anh. Vâng, khi mà nói tới tiếng Việt thì chúng ta vẫn thường nói là đánh vần hay là học thuộc lòng gì đó đúng không ạ? Nhưng mà tiếng Anh thì bảo là đánh vần thì hơi khó. Tuy nhiên thì đã có một cuốn sách như thế phục vụ cho những em nhỏ hoặc là những cái bạn trẻ mà yêu thích học tiếng Anh hay là đang muốn tiếp cận tới thứ ngôn ngữ toàn cầu này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cuốn sách này có gì thú vị nhé. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuốn sách tập hợp hơn 100 quy tắc đánh vần tiếng Anh được nghiên cứu và biên soạn tỉ mỉ, chi tiết, giúp người học dễ dàng nhận dạng, áp dụng về cách học, đánh vần và nói tiếng Anh mà không mất nhiều thời gian tra phiên âm từ điển như trước. Cuốn sách học đánh vần tiếng Anh được tác giả Nguyễn Ngọc Nam, CEO Học viện Đào tạo đánh vần tiếng Anh Emple chuyển nhượng bản quyền cho công ty cổ phần sách MC Books phát hành độc quyền tại thị trường Việt Nam. Hàng ngàn học viên của Học viện Đào tạo đánh vần tiếng Anh khi được trải nghiệm những quy tắc trong cuốn sách đã thực sự thấy bất ngờ. Lần đầu tiên cảm thấy tiếng Anh dễ dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây, người học đã thực sự có thể đọc và nói tiếng Anh như đánh vần tiếng Việt khi áp dụng các quy tắc độc đáo và khác biệt trong cuốn sách Học đánh vần tiếng Anh. Mình đã thử nghiệm từng quy tắc và nó thành một hệ thống rồi. Thì bây giờ người học có một cái hệ thống quy tắc đó thì thay vì tra từ điển từ từ, người học chỉ học một quy tắc, một quy luật nhỏ là có thể đọc được. Một quy tắc là đọc được có thể 1.000 từ hoặc là 1.000.000 từ. Và phần thứ hai là câu. Thay vì chúng ta cứ đi học giao tiếp từng khóa năm nọ sang năm kia, thì ở đây là mình sẽ có cái quy luật để đọc một câu tiếng Anh xong, thì tất cả những câu tiếng Anh còn lại là mình cũng sẽ tự nói được, có ngữ điệu lên xuống trầm bổng. Mỗi quy tắc trong cuốn sách đều được biên soạn rất chi tiết, có tính áp dụng cao, tập trung vào kỹ năng đọc và nói tiếng Anh của người học. Sách gồm 22 chương và tập trung vào 3 phần chính: các quy tắc đánh vần các từ tiếng Anh, quy tắc nói tiếng Anh, phương pháp học nói và học từ vựng. Cuốn sách hứa hẹn sẽ mang đến cho người học Việt Nam một phương pháp học tiếng Anh hoàn toàn mới. Chỉ cần đọc và áp dụng những quy tắc đánh vần tiếng Anh trong cuốn sách, bất cứ ai cũng có thể đọc và nói tiếng Anh dễ dàng như tiếng mẹ đẻ, dễ dàng phát âm chuẩn được bất cứ từ tiếng Anh nào nhanh chóng mà không phải tra phiên âm từ điển.